chiều văn na mãn phùa thế chiều văn na giang phùa thế chiều văn na minh phùa thế chiều văn na nghỉ phùa thế chiều văn na xuân chiều văn na dũng hợp đồng chư nhân phái đăng trưởng từ ti tế tại nhân na lý xã đầu cầu thôn thích ca đáo tiêu tưởng đông tuyết ta lượng thật thơ hữu kim ngân tân lang phủ nữ đăng vẫn phủ biên hữu cấp phò lư vong hồn chân linh nhất vị thu chấp lượng vi ký vật tuân như cấp phó bị chiếu nhằm thu giá kê cảnh và nhất là châu đủ nhất là thông tử tứ tuân hương vàng bạch mễ đồng nhất là bản hương viên bánh tử bản kê nhất là trích áp nhất là trích tinh tái tạc bản kim ngân phủ lư đăng vật cũ viên hữu cấp phò lư vong hồn bà nồng môn hoàng quý thì hiệu từ tháng chân linh nhất thì thu chấp nhược ta hữu ngoại lý vô linh mất đắc bằng hành chiêm đoạt tư cấp phó tuệ thứ canh tí niên thập nhị hòa nhị thập tam nhật các thì cấp chứng thiên chứng kiến nhị viên tả đương liên chu vương hành thiên hữu đương cánh thành vạn đại vương vị chứng chấp tiêu vi bằng tam giới thái hưởng chi nhất pháp thứ tự pháp ba sinh đạo hiệu viên thuyền cùng hành ba tam bảo đại pháp ba thứ kim cơ việt tam quốc tinh đa quang tinh ca kim ma hóa huyền nhân lý xa đồng cỏ thôn cư phúc phật phúc là bao nhiêu kim ma thần hiếu đường thông gia chữ âm hoàng văn na viên hoàng văn na thuật hoàng văn na hiến hoàng lòng chưa nhân na phải đáng thương ra từ ra trí tế tại gia đã na đầu cầu thôn từ ra tất cả trong đạo thần na ta hết khi mà ngân na thần na 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 ta chân na ni a na ta pa ni a ni a nam ma tu đa kỳ tại na hoa nhất ta châu hoa đối nhất thần tiểu a mu a tôn hương vang bạch ta mê đồng nhất bản hương a viên a bình a tát a hán a ni a bàn kỳ a nhất ta tích a nhất ta tích tinh tài ta ba bản khi mang ngân tân đăng phù a biên hữu a cấp ba phó a nông môn hoàng bà hoàng a quý thì a thắng chân na lý nhất lý nhập ca hướng ngoài a tỷ vô lăng mất đắc bằng hành chiến na đoạt tuy a thức a canh a tí a niên na tập ba nhật ta ngoạt nhất là hoàn na nhị a sấm bà tam na nhật cát thì cấp phó chứng kiến nhị viên ta đương niên chu a vương hành thiên hữu đường cánh thành đại vương vị tướng đương na đạt chu a vương chính là nhất pháp thư từ pháp sinh đạo hiệu viên thuyền cùng hành pháp tam bảo đại pháp ma tỳ kim khứ việt nam ma quốc kim quang tịnh chiêm ma hóa huyền hòa an nhân lý hòa phú tam tứ xã đồng có nhị thôn cư phụng phật cung làng bảo hiếu bạt đồ thư kim thần hiếu chú đường thông gia phu thi hạ văn thơm phu thi hạ công trường phu thi lý văn thường thương bà nông thí sơn hợp động chư nhân phái đăng trưởng từ ti tế tại nhân lý xà đầu cầu xôn thích ca đao tiểu tường đông tuyết lương thần thở hữu kim ngân tân lang phủ lưu đăng vật phủ viên hữu cấp phò lưu vong hồn chân linh nhất vị thu chấp nhược hữu ngoại hữu chấp lùng vi ký vật tuân như cấp phó bị chưa nhầm thu đã thì cảnh và nhất là cầu đối nhất là đối tử thần tử bát tuân hương vàng bạch nghĩa đồng nhất là bản phương viên lính bát bàn tinh tài tạp bản thiên phủ lưu đăng vật phủ viên hữu cấp phó lưu vong hồn ba nga nông môn hoàng quý thì hiệu tự thắng chân linh nhất vị thu chấp được hữu ngoại ý
của lành bất đắc bằng hành chiêm và tư cấp và mó về thứ cảnh tí niệm nhị thập nhị ngoạt nhị thập ca và nhật ca tỷ cấp và mó chứng ngạo kiến nhị viên tả đương liên chu vương hành kiến hữu đương cánh thành vàng đại vương vì chứng chấp tiêu vi bằng tham đối thái đường xin nhất pháp tu tịnh pháp và xin đại hiệu viên thuyền cùng hành ba tam bảo đại pháp ba tư kim bất diệt tam quốc bên đa quang thế đa thiên ma hóa bên đa trung ma hóa xa nói a chính a thôn a sa ma tư quốc ma pha con tông khẩu luôn học lăng thông gia thứ hoàng nga thi a nu cùng gia quyết họp ba đồng đưa nhân bái tông khẩu luận tân lý na tự la tí tế đại gia nhân na lý a xa đầu a cầu thôn đức ta lương thần a tử đi ma con na tân la qua biên hư tê na hư a hư a cấp a bỏ đi a vòng a hồ nhân na lý nhất nhị hư mẹ na nằm thu a giá kỳ cảnh na hoa nhất là châu đuôi nhất tròn hương hoa chi a tôn a hương bát bát khi đồng nhất bàn hương na viên bình cát an na nhi a bàn khi a nhất là chết a ba nhất chi ta tinh tai ta ta bát kim lân tân lang hoa viên hương hoa cấp ba phó lưa vòng a hồn bà à nông na môn na hoàn nghĩa thắng trên na linh nhất vị nhất ca hữu ngoại a kỳ vô danh bất đắc bàn chiến na đạt tuy a thứ thành na tí a liên na thập ba nhất là hoàn nghĩa thập tam ca 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 ta thì tập phó chiến chiến nhị viên ta đương niên chỗ a vương hành thiết hữu đương tay thành đạo vương đi chứng thương đàn đủ vòng chính nhất pháp thư từ pháp sinh đạo huyền hiền đa thuyền phù hành ba tam bảo đại pháp và thi kim khu Việt Nam quốc tuyên quang tỉnh ca yên sơn huyền lực hành sáng lăng quái quái thôn lăng quái nói lăng quái lăng quái lăng quái thôn làng quài vâng quái vâng quài phu a thế lao cao phu a thế nguyễn văn na chắc phu a thế nguyễn văn na bền na nguyễn thị điền phu thế nguyễn thị tranh phu a thế nguyễn thị trắng hợp đồng chư nhân phái đăng thường tự chi tế tại hòa nhân lý xã đầu cầu xô na thích ca đáo thiếu hòa thượng đông tết ta lương thần hở kim ngân tân lang phủ lữ đăng vật phủ biên hữu cấp phó lữ vong hồn chân linh nhất vị thô chấp lũng vi khí vật con như cấp phó vị chiếu nhằm xô giá kỳ cảnh và nhất mà châu đối nhất ta thăng tử hữu ta ma tuân hương và bạch lễ đồng nhất ta bàn phương thiên quý nhị bàn hề nhất ta thích ác nhất ta thích tinh tai tạp là kim nhân thể tư tăng bậc phụ viên hữu cấp và phó lữ vong hồn mong môn hoàng quý thì được từ thắng trên linh nhất thì tu chấp được hữu ngoại tu danh bất tắc bằng hành thiên và tu cấp và phó tuy thứ thành tí niệm nhị thập nhị thập nhị ngoạt nhị thập ta mà nhật các nhị thập ba ngó chúng kiến nhị viên tả đương viên na chu vương an kiến nhị vương cánh thành vàng đại vương vị chứng chấp chiêu vi bằng tam giới thái thượng ai chính nhất pháp thư tử pháp ba sinh đạo hiệu viên thuyền cùng hành ba tam bảo đại pháp ba tự kim bơ việt nam quốc quyền quang ngày ca thiên na sơn na huyền